tu thì ổng tu theo ngoại đạo, nó có thần thông, nó nhập vô không vô vi xứ, thức vô vi xứ, phi tưởng xứ, nó nhập bốn xứ ngoại đạo dạ gì ổng tu được mấy hết. Nhưng mà ổng nhìn lại cái tâm tham thì ổng không hết, mà ổng làm chủ được sự sống chết không, ổng bỏ. Ông bỏ rồi ông nói khúc tu khổ hạnh nó sẽ làm chủ được sự sống chết. Ông tu khổ hạnh đến mức mà ông ăn ít quá, ông đứng dậy không được, ông nằm quẹt cũng được. Rồi cái cô mà chăn dê, cái cháu bé chăn dê thấy vậy tội quá, mới dắt sữa dê mới đổ ông không tỉnh lại. Ông nói như vậy là khổ hạnh không có giải thoát mà càng khổ thêm. Cho nên Đức Phật mới bỏ, giờ đi tìm cội Bồ Đề, ngồi cội Bồ Đề mới suy ngẫm. Từ cái chỗ mà sơ thiền thì ông nghĩ sơ thiền mà cái kiểu này tu ức chế nó cũng lọt trong con vô như xứ, cho nên ông không theo hoài đạo. Sơ thiền là ly dục léo pháp, mà ly dục kiểu này là ức chế tâm không đúng, cho nên ông không theo cái con đường của đạo, của ngoại đạo ly dục léo pháp nhập sơ thiền nữa, mà ông đi vào con đường ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, tức là ngồi đây có niệm nào ta cứ đủ đi hết. Cho nên vì vậy mà đạo Phật mới có cái bài pháp tứ tính cần, siêng năng cần mẫn hăng hàng ngày ngăn các pháp ác diệt các pháp ác, thì do đó tâm bất động. Khi tâm bất động rồi thì nó sẽ ở đâu, nó sẽ quán tinh thần của nó, cho nên đạo Phật mới có tứ niệm xứ, à, tinh thần quán thân đó. Bây giờ thấy nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân chứ nó không tập trung trong hơi thở, à, do đó là tinh thần quán thân rồi. Thì từ đó Đức Phật mới ôm cái trạng thái này mà đi tới, cho nên nó kéo dài 7 ngày đêm không đói không khát không gì hết, chứng đạo luôn. À, bắt đầu bây giờ ông Phật mới nhập bốn thiền làm chủ sự sống chết, bây giờ mới đi ra truyền đạo dạy chúng ta. À, bây giờ chúng ta được pháp mà có phương pháp quá tuyệt vời, chứ đâu cầu khẩn Phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ đâu, mà chính mình đuổi bệnh nó mới tiêu trừ chứ. Còn giờ sống vô chùa Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của ngài, cái này mới là chết đó, Phật nào cứu khổ mình được cái chuyện này. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có điện thoại cho mấy con được, ta chỉ là cũng đạt thôi, có phải không? Không Phật vậy, mà bây giờ cứ cầu Phật phù hộ cho bình an mạnh giỏi thôi, thì chuyện đó mình đi ngược lại là Phật dạy, có đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải nỗ lực, chỉ có 6 tháng mà ngồi tu một cái pháp để làm chủ được bệnh, mà tại sao không tu để bệnh nha. Bây giờ trong thân là có bệnh nè, đuổi cho sạch cái bệnh này ra đi, thử coi nó ra không? Ôm cái pháp này mà tu mà đuổi, chịu riết nó hết bệnh. Họ nói như vậy là cái niềm tin rõ ràng là Phật pháp quá thiệt. Có một số người về trong này họ trình bày lại sự tu tập, họ đuổi được bệnh, họ mừng quá. Đúng là có một số người quá nhiệt tâm, khi đọc sách thầy rồi chưa biết thầy, đọc sách thầy rồi nhưng mà vì thân bệnh gia đình nghèo không đủ tiền phải không, mà những bệnh ngặt nghèo như bệnh bán thân, như bệnh tăng huyết áp, như bệnh ngặt nghèo, thế mà tiền bạc không đủ để mà đi đến bệnh viện để trị bệnh, thì chỉ còn có ôn pháp thầy thôi, chỉ nó là cái hy vọng thôi chứ còn hết cách rồi. Cho nên vì vậy mà các vị nỗ lực thực hiện pháp của thầy, bởi vì mình không tiền là phải thực hiện thôi, chứ phải có tiền đi bệnh viện á. Nên là cuối cùng sau khi ôn pháp thầy thì bệnh nó lần lượt nó hết sạch, bây giờ mạnh khỏe mới vô đây để đến đi tìm thầy để gặp một vị thầy mà viết những kinh sách này. Đến gặp thầy mừng quá, nhờ thầy mà cứu tụi con, chứ tụi con nghèo đâu có tiền đâu cái gì, mà đến đó thì từ mấy chục triệu chứ đâu có ít, những cái bệnh tụi con là bệnh rất là tốn tiền. À, cuối cùng thì chỉ có pháp đơn sơ không có tốn tiền bạc gì hết, à, hết bạc. Cho nên hôm nay mấy con có dự duyên về gặp thầy, thầy dạy mấy con cái pháp đơn giản thôi, một pháp thôi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi đắc ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở. Một ngày làm bao nhiêu lần đắc ý mà chỉ mỗi lần đắc ý có 5 hơi thở thôi, chứ đâu có thở nhiều, các bạn biết chưa? Mà cứ như vậy ngày nào vậy bảo đảm mấy con cái đuổi bệnh dạy hết, không có bệnh nào không dạy, tại vì nó thành một cái ý thức lực của mấy con rồi. Bây giờ 6 tháng mà ngày nào mấy con cũng nỗ lực, mấy con tu mà, mấy con tập ý câu đó, thành nó thành một cái lực. Chứ đừng bữa nay mấy con tập, ngày mai con nghỉ, mày mốt tập đi thì nó gián đoạn vậy, nó không có lực đâu. Còn ngày nào mấy con cũng tập, ví dụ như bây giờ buổi tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con về tập 30 phút, sáng rảnh ra mấy con dành nó 30 phút, chiều rảnh ra vậy mà, một ngày tu 4 tập. Mà 6 tháng mà ngày nào đừng bỏ ngày nào hết, thì mấy con sẽ thấy cái lực của nó. Chứ mấy con tu sơ sơ chơi chơi vậy thôi rồi bỏ cho tao chắc cũng được. Mà mấy người mà tu như vậy đó, mà liên tục như vậy mà 6 tháng là những người nhiệt tâm. Còn mấy con tu thôi đi, ngày không chuyện là cách cửa thôi, để mình bỏ ngày nay đi, ngày mai tu chứ không được. Giờ tu bây giờ quan trọng của mấy con lắm. Bây giờ cứu khổ rồi.
chủ không, phải tận tình mình nỗ lực, mình đem hết sức lực đi. À, bây giờ thí dụ như buổi sáng mình mắc khách đi, mà trong buổi sáng này thì mình phải tu 30 phút này mắc khách đi, hoặc khi khách về rồi thì đóng cửa lại mình nỗ lực tu 30 phút, đừng bỏ cái buổi sáng, dù là 11 giờ cũng tu, đừng bỏ. Còn ấy sáng sớm chưa có khách khứa gì, mình còn lo 7 giờ lo tu đi, tới chừng có khách rồi thì mình còn tứ mặc tình mà tiến một buổi sáng. Còn buổi chiều đó coi lúc nào mà yên tĩnh mình còn tập liên tức khắc 30 phút, đâu có tu nhiều. Mà như vậy 6 tháng thì còn thấy kết quả ghê gớm. Ngày nào cũng có pháp tập riết mà thành cái lực thì quá mà. Không có khó đâu mấy con, không có khó đâu. Chịu khó là thành công. Con biết không, các em mà nó nghèo đó, nó chịu khó lắm mấy con, nó ráng nó học rồi nó phải đi làm để nó sống. Đó là cái học mà nó còn tích cực như vậy. Cô ủng hộ chúng ta là tích cực trong cái sự làm chủ bệnh tật của chúng ta, thì tại sao chúng ta không tích cực như các em học? Chỉ có mấy em lười biếng là nó sẽ không lên đại học, nó học nổi thôi. Chứ còn mấy em mà siêng năng thì người ta thấy các em nó siêng năng mà năng nổ học tập vậy, thì các nhà từ thiện người ta sẽ giúp đỡ, thì giúp đỡ cho các em nào. Còn mình cũng vậy, mấy con mà siêng năng được, giao cảm được thầy thì trợ giúp liền chứ đâu để bỏ. Các con em, cho nên thấy các em mà học sinh mà nó siêng năng, nó học mà nó nghèo, thì các nhà từ thiện người ta sẽ bỏ ra, người ta giúp các em.